Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách chúng ta vẽ cái lan can trong Revit. Thì trong cái phần cầu thang trong Revit thì cái phần lan can là một phần không thể thiếu được. Nên bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trong video này nhé. Thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách chúng ta vẽ một cái lan can đơn giản và cách các bạn điều chỉnh nó một số các cái thông số đơn giản thôi. Còn các cái điều chỉnh cụ thể chi tiết hơn về lan can thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong các video tới. Ok, ở đây thì mình có một cái mô hình như thế này. Mình có các cái tầng từ tầng 1 đến tầng 5 như thế này. Bây giờ mình sẽ về level 2 và chúng ta sẽ vẽ một cái thang. Đây, chúng ta kích vào Stair. Rồi, mình leave project. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái thang thẳng này để chúng ta vẽ. Rồi, mình sẽ bắt đầu từ đây. Ok, chúng ta sẽ kéo sang đây. Bắt sang bên này. Ok, bây giờ mình sẽ đảo chiều nó lại. Ok, bây giờ mình kích Finish. Các bạn có thể chọn cái railing, tức là cái lan can cho cầu thang mặc định thì nó ở đây. Ở đây mình sẽ chọn cái loại này. Rồi, chúng ta kích Ok. Chúng ta kích Finish. Rồi, các bạn thấy đây, nó hiện cái thông tin như thế này, tức là cái thang này thì nó báo là không liên tục. Đấy, thì các bạn phải điều chỉnh một chút để cho nó không hiện cái thông báo lên. Thế bây giờ mình về 3D mình xem nhé. Ok, đây mình chọn lại cái thang này. Chúng ta sẽ chỉnh lại level nó từ level 1 cho level 2. Ta apply. Rồi, ok. Đây. Các bạn thấy đây. Thế thì tại sao nó lại báo thì các bạn nhìn được cái vị trí này. Cái vị trí cái lan can ở phía bên trong này thì nó bị gãy ở đây này, các bạn thấy này. Đấy, cho nên nó báo. Nó báo lỗi như vậy thì bây giờ các bạn có thể sửa lại bằng cách như sau. Chúng ta vào level 2. Chúng ta kích chọn một cái thằng railing này. Đấy, chúng ta kích chọn vào cái railing, cái tường bên trong này. Các bạn kích cho mình vào cái edit path. Đó. Sau đó các bạn cầm cái railing này, các bạn có thể đưa vào trong này vào một độ dài, độ sâu vào đấy. Đấy, và sâu trong cái chiếu nghỉ này một đoạn. Đấy, chúng ta kích finish. Thì các bạn thấy là cái thông báo đấy nó không còn nữa. Chúng ta vào 3D chúng ta xem. Thì các bạn thấy này. Đây. Nó sẽ rất mượt ở các cái vị trí như thế này. Đấy, thì các bạn phải điều chỉnh lại một chút cái đường dẫn, nó sẽ không báo như thế nữa. Thì cái đoạn này nó đi căng quá, nó bị gãy. Rồi, ok, chúng ta vào hướng nam để chúng ta nhìn này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn cầu thang này. Bây giờ ở trên mặt đứng hướng nam, chúng ta chọn cầu thang. Sau đó các bạn kích cho mình vào Select Level để mình đưa cái cầu thang này lên các cái level khác nữa. Select Level này. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn các cái cấu hình tầng 3 này, tầng 4 này. Rồi, hai tầng này thôi, chúng ta kích Finish. Đó, thì các bạn thấy đây, thang liên kết vào như thế này. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh cái lan can này. Chúng ta sẽ chọn cái lan can bên ngoài này. Rồi, chúng ta sẽ kích vào Edit Path. Đây, cái hướng đi vào đây. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm. Mình sẽ kéo thêm cái này ra đây một đoạn. Ok. Dự kéo dài ra đây. Rồi, chúng ta kích Finish. Chúng ta vào 3D, chúng ta xem. Đây, các bạn thấy đây. Khi các bạn kéo dài ra lên cái phần mặt phẳng của sàn này thì tự động cái thang này nó sẽ đi thẳng ra như thế này. Cái railing đi thẳng ra như này. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ
tiếp tục mình vào cái level 2. Chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta sẽ edit path để chúng ta vẽ thêm. Ta kích vào đây. Rồi. Ok, mình kích cancel đi. Các bạn không cần phải edit path tiếp cái thằng này, bởi vì sao? Bởi vì là các bạn thấy ở đây này, khi các bạn chỉnh trên mặt tổng thể thì tất cả các tầng nó đều xuất hiện. Cái cầu thang này nó đều chỉnh sửa đi cùng với nhau. Cho nên nếu mà mình chỉnh chọn cái railing này mà mình chỉnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thang khác. Bây giờ mình chỉ mình vẽ riêng một cái railing, cái lan can thôi, thì các bạn có thể kích chọn vào thằng này. Các bạn kích chuột phải chọn create similar để mình vẽ riêng cái lan can cho cái tầng này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ kích vào đây. Đấy, mình vẽ ra đây chẳng hạn. Ta sẽ đi vào đây. Rồi ta sẽ đi lại chỗ lên đây. Rồi mình cho cái cầu thang lan can này nó chạy đi lên đây. Rồi bạn có thể tiến hành bo góc nữa. Mình sẽ bo rộng hơn, Ctrl Z. Ok, rồi mình kích finish. Rồi, chúng ta vào 3D xem. Đây. Đấy, các bạn thấy cái lan can bạn tạo như này. Thì cái vị trí này nó đang bị trùng cái thanh trống này thì chúng ta sẽ xử lý sau, cái chỗ ranh giới này. Rồi, tiếp theo mình về level 2, các bạn có thể tương tự như thế, mình sẽ vẽ nó ra. Mình kích vào đây. Rồi các bạn chọn Edit Path. Bạn kéo lui cái thằng này ra. Ok, bạn Finish. Đó, bạn vào đây bạn xem. Đó. Rồi các bạn vào Level 2. Mình có thể kích chọn thằng này, mình kích chuột phải, chọn Create Similar. Đây, mình kéo lên đây. Mình kéo vào đây. Rồi, chúng ta sẽ bo góc nó lại. Ok. Finish. Rồi mình vào 3D mình xem. Đấy, các bạn thấy ở đây cái lan can đấy nhỉ. Ok, đấy là cách các bạn mô hình hóa cái lan can, vẽ bất kỳ cái đường dẫn nào mà các bạn mong muốn. Nó rất là đơn giản như thế. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.